em này tán hắn xong rồi, mỗi lần lúc mà cần tiền của chú cũng chua. Đây nha các bạn nha, mình giới thiệu nha, đây nha các bạn nha, mình sẽ ngắt hai bông hồng và bông trắng gần lại cho các bạn nhìn nha các bạn nha. Đây này, hai loại màu giống hệt mà nhưng lại khác màu nha các bạn nha. Đây này. Đây. Màu hồng